Đây, này là Quang Đạo đây. Hôm nay Quang Đạo xin được gửi đến quý nhà đầu tư và các bạn một siêu phẩm view hồ ha. View hồ với tổng diện tích là 2 hectare. Hiện tại thì đất đang để trống và có trồng trồng dâu nuôi tầm. Một lô đất bám mặt hồ rất là rộng ha các bạn. Và hơn nữa là đường thì mở đi vòng quanh hồ, đường như vậy, đất đây, đất triền triền không có dốc ha. Lại được một cái nữa, một cái điểm đặc biệt nữa là lại cách trung tâm huyện của mình chỉ tầm 2 cây rưỡi số không? Thì đây là trung tâm huyện mình chỉ 2 cây rưỡi số thôi nha. Đất thì đất đẹp này mà phù hợp cho làm farm và trồng cây ăn trái nha. Trồng cây ăn trái này trồng sầu riêng. Thấy đất rất là đẹp, đất đỏ ba gian. Hồ này thì bao cho các bạn là không thể cạn nước nha. Hiện tại thì chủ lô đất này đang rất là ngợp. Thời điểm này ai có tiền mua đất thì không còn gì bằng nữa. Giá tụt xuống tận đáy luôn rồi các bạn. 2 hectare đất view hồ nằm ngay trung tâm huyện mà giá chỉ 3 tỷ. Các bạn thấy sao? Con Đạo mà có tiền giờ này thích đi mua đất lắm mà không có tiền. Ok, đất này nói chung này không có gì để bàn hết, tại vì đất thì hiện tại chỉ có đang trồng trồng dâu tầm ha. Đó, còn thấy đất thì thoải đẹp, hồ nước mênh mông, nằm ngay trung tâm huyện thế thôi. Sổ hồng ok luôn, không có sợ quy hoạch hay gì hết. Đường xá thì xe hơi vô tận nơi ha. Rồi Con Đạo sẽ xin được kết thúc clip ở đây để ghép với một đoạn của quay bằng phần cam nữa nha. Xin chào quý nhà đầu tư và các bạn.